Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Định Duy. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục lắng nghe diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đi từ cuối nàng về nhà, cụ đồ xanh đặt chân giò cùng chai rượu lên bàn thờ. Sau đó ông trải tờ giấy hồng điều rồi mai mực chuẩn bị viết câu đối kể từ ngày các kỳ thi tam trường bị bãi bỏ những ông đồ ở làng không còn người theo học nên chỉ biết uống rượu làm thơ và trách mình sinh nhầm thời đang trong lúc nằm co ở nhà cụ đồ xanh được bà chánh đào tin cậy nhờ viết câu đối ở đền thờ bà lý chiêu hoàng sau đó cụ được tín nhiệm làm thủ từ lo hương khói cho đền việc cũ đã xong đến ngay việc mới là viết tiếp câu đối để cho thợ khảm trai và treo ở điện thờ bà hiền phi họ đặt. Đưa mấy chục đồng bạc đông dương cho vợ cất đi, cô đồ rung đùi ngắm đôi trào màu đang hót trong lòng, sau đó nhúng bút lông vào nghiên mực, rồi phóng bút viết cho kịp theo dòng cảm xúc. Bách thế bản chi thừa cựu ấm, thiền thù hương hỏa tráng tân cơ. Phúc xưa dày lưu gốc cảnh muôn thùa, nền nay vững để hương khói nghìn thu bà cụ huynh đợi tàn hương liền mang chân giò xuống bếp luộc lại nước luộc thịt bà cho mớ rau cải cùng vài lát gừng và nấu canh chỗ thịt chân giò khéo chế biến cũng ăn được vài bữa với mấy chục đồng bạc đông dương bà đóng siêu cho con trai và mua thêm bát họ để cuối năm sửa nhà năm nay ông đồ được bà tránh đào nhờ mấy việc nên có được khoản tiền ra tấm ra món có lẽ là do con ông đồ bên làng dâu do vậy bà tránh đào đã ngộ cụ đồ xanh với sự trân trọng đặc biệt Nhờ vậy nỗi lo về tiền bạc được giảm nhẹ ít nhiều. Ở quê gạo và các thứ chi dùng đều của nhà làm được, nhưng các khoản sưu thuế, tiền đóng bắt họ, tiền sang cát cho các cụ đều trông vào tài xoay sở của bà cùng người con dâu. Mọi năm hai mẹ con nằm hàng xáo rồi chạy mua đầu làng, bán cối làng. Hôm nào viên chợ huyện phải đi từ sớm, bòn do đãi chấu như vậy, nhưng mỗi năm cầm chừng vài chục bạc là mừng rơi nước mắt. Năm nay Hồng Phúc đến nhanh. Cụ đồ cầm hai khoản tiền viết hoành phi câu đối và tiền trông nom đền cả năm được ngót nghét trăm bạc. Tính ra bằng người khác cày sâu quốc bẫm vài năm không chắc được thế. Như vậy không còn ai bị bôi chê chữ thánh hiền rẻ hơn mớ rau ngoài chợ làng. Cụ đồ xanh có sáu người con gồm bốn trai, hai gái. Các con đều phương trường và lập gia đình. Mấy rào vườn hương hỏa được cụ chia đều cho bốn người con trai. Hiện nay còn cô út chưa lập gia đình sống cùng vợ chồng cụ. Năm người còn lại dù chưa giàu có nhưng không đến mức giật gấu vá vai. Ngồi ăn cơm cùng vợ và con gái, cụ đồ xanh tự dưng thầm so sánh. Thân phận người phụ nữ cao quý hay giàu sang là nhờ ăn lộc nhà chồng. Tuy nhiên, nhìn khắp làng, cụ thấy chưa đám nào xứng làm rể nhà cụ. Sống đời thanh bạch đã lâu, nhưng cụ biết nếu cô con gái út lấy chồng nông dân, sau đó cả đời quay quát lo chạy ăn từng bữa, đâm phí hoài một đời. Từ khi cả xã hội buông bút lông, cụ ước con mình được làm bà thông bạp phán cho đẹp mặt. Ngặt nỗi, con gái cụ không thuộc diện sắc nước hương trời, chưa kể ra cảnh bần hàn nên của hồi môn chắc không đáng bao tiền. Do vậy một bước lên bà chỉ có trong giấc mơ. Khi vợ chồng người con trai lớn có mặt, cô đồ xanh hắng giọng nói <laughs> anh cả hình nói xem ở làng có đám nào tươm tôi thấy ba thôn thượng trung hạ giặt lũ bất tài vô dụng không đáng mặt làm rể nhà này do phải lo việc hương hòa vì thế cả hình sống cùng song thân trong ngôi nhà lợp lá gồi ngày bé được cha dạy cho dăm chữ thánh hiền nhưng cả hình dễ ngang làm nghề thợ mộc ai dè sau đó làm thợ kiếm hơn làm thầy do vậy không còn bị cha già nói ra nói vào. Không mấy khi bận tâm đến đám trai làng choai choai, nhưng cả hình nhíu mày, nhớ từng khuôn mặt, sau đó gật đầu lễ phép, xác nhận. Đúng là ở làng chủ, đám thanh niên hiện nay, chén tàn phá hại, không làm nên trò gì. Đợi út hường bưng mâm bát xuống dưới bếp, cả hình nói nhỏ về cậu thợ phụ làm ở xưởng mộc. Dù chưa có nhà, nhưng có thể ở rể, nếu hợp nhau, chả mấy nỗi lại khá giả. Nghe người con trai cả nói xong, cụ đồ xanh lộ rõ vẻ thất vọng. Bởi con cụ là thợ chính, đâu có khá giả gì. Giờ gả con cho tên thợ phụ, chưa kể lại chui gầm chạn, còn gì là oai phong. Vẫn biết họ Nguyễn Văn nhà cụ thời xưa từng có nhiều người dự hàng khoa bảng, nhưng giờ đây, con cháu công làm dạng danh tiên tổ, khiến cụ buồn lòng khi cánh đàn bà xuống bếp muối dưa cà đúng kiểu tương cà ra bàn cụ độ xanh đợi cả hình pha trà rồi chậm rãi nói hiện nay chỉ còn út hường xuất giá như vậy là sáu anh em đều có nơi có trốn vẫn biết anh em kiến giả nhất phật nhưng việc trăm năm của út hường mọi người đều phải có trách nhiệm biết cha già hay cả nghĩ nhưng đúng là ở làng không còn đám nào tươm mấy vị chức sắc thì quá già còn vợ lẽ con thêm. Do vậy út hương muốn làm dâu ở nơi có nhà ngói cây mít là việc khó. Khi ấm trà vừa cạn, tự dưng cả hình trần nhớ ra điều quan trọng liền lễ phép thưa chuyện. Con nghĩ có bà Khán Vinh là thông tỏ, hay để u gặp bái rồi bàn chuyện? Cụ đồ xanh gật gù nhắc ngay. ờ, ừ, vậy việc này giao cho cánh phụ nữ là xong, tôi sẽ đợi tin vui. Đêm hôm đó, nằm ở gian trong bà cụ huynh thẽ thọt gặng hỏi con gái xem có ưng người nào chưa bởi con gái có thì do vậy lập gia đình sớm sẽ nhanh ổn định cuộc sống bà cụ huynh nói một thôi một hồi lúc quay sang đã thấy út hường ngủ từ lúc nào cầm quạt phe phẩy cho con trai bà biết lúc con gái xuất giá khi đó bà buồn như hồi con gái lớn lấy chồng làng bên vậy trời tờ mờ sáng cả làng sổ được phen náo loạn bởi tiếng trống thúc liên hồi kỳ trận kèm theo đó là tiếng tù bà rúc lên hóa ra đêm qua có kẻ to gan lớn mật dài truyền đơn phản đế khắp ba thôn dân làng quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mọi người đều chân chỉ hạt bột nên nghe đến hội kín hay hội hở là sợ mất mật trong lúc đám tuần đinh tòa đi nhặt những truyền đơn bay khắp nơi và bóc những tờ dán ở đình làng ông lý vinh mặt xanh như tràm cắp đôi quốc vào nách chạy đôn chạy đáo. Kể từ ngày lên chức lý trưởng thay ông Lý Tăng đã chết, tiền thu được chưa đủ chỗ mang của nhà ra mua chức và cao làng. Do vậy gặp họa kiều tay bay vạ gió khiến ông lo sợ. Dù chưa có cữ thuốc viện sáng, nhưng ông Lý Vinh vẫn hò đám tuần đinh nhặt cho bằng hết truyền đơn. Sau đó, trương tuần y lệnh, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chờ tra xét. Cả đêm ngồi tổ tôm bên nhà cụ nghè tráng ở làng sãi, Ông Tránh Sâm có lẽ là người biết chuyện muộn nhất, nhưng trách nhiệm cai quản làng sổ trước hết thuộc về Lý Vinh và Phó Lý Thuần cùng Trương Tuần. Ông về nhà sôi bát bánh đúc nóng, không cần hoáng lên như đám trước dịch. Không có sự an nhiên như của chồng, bà Tránh Đào sai người đóng cổng, buông mảnh trước hiên, rồi kéo ông Tránh Sâm vào phía cuối nhà, khẽ thầm thì. Anh cô mới nhà mình biến mất, tôi nghi anh chẳng tham gia hội kín và giải chuyển đơn đêm qua Việc này mà lộ bem là liên lụy cả nhà. Thoáng chút giật mình, ông tránh xâm ngạc nhiên vì đó là kẻ hiền như cục đất. Ai ngờ dám làm chuyện tay chơi như vậy. Chỉ đến khi người ở bỏ đi, ông tránh xâm mới nhớ ra anh cu đó họ triệu, còn tên gì hầu như chẳng ai buồn nhớ. Ở làng sổ này ngoài đám dân ngu khu đen, quanh năm chỉ biết sống an phận thủ thường, còn lại đám chức sắc kỳ hào lý mục đều chia thành năm bè bảy nhóm đấu đá nhau. Làng không to và rộng, nhưng chia thế chân vạc như thời Tam Quốc. Tất cả đều giống kiểu quần ngư tranh thực. Ông Tránh Sâm hiểu rõ, nếu tin thằng mới dính đến vụ giải truyền đơn phản đế mà loang ra, Rồi chưa rõ đúng sai, nó sẽ là cái cớ để quan trên vòi vĩnh. Phe lý cựu được dịp chèn ép, trung quy đều vì tranh nhau miếng ăn. Người ta nói khôn ngoan đến cửa quan mới biết, đám dân đen nhìn thấy công đường đã sợ xón đáy, còn đám chức dịch chưa cần quan cất tiếng hỏi, vội đặt lễ vi thiền cẩn thận. Gần trưa, làng sổ đón quan huyện cưỡi ô tô về kiểm tra. Đám lính lệ đạp xe tới trước đi lùng sục khắp nơi. Tất cả truyền đơn được tuần linh thu gom, vì thế đám lính lấy cớ lùng sục để trộm gà bắt chó. Dù sao, chút nữa cả đám có mâm cao cỗ đầy sơi ngập mặt trước khi về huyện, còn quan phụ mẫu phải nằm tom chát đến khuya chả mấy khi ngài trốn vợ vi hành nơi xa. Trong lúc ông Lý Vinh cùng Trương Tuần tiếp quan huyện, một xe ô tô khác xuất hiện, nhưng lần này là người của sở cầm. Có lẽ do việc giải truyền đơn của hội kín nguy hiểm nên mật thám có mặt. Suốt từ sáng đến khuya, người làng xù ngồi im trong nhà không dám ló mặt ra đường. Trẻ con nín bặt vì sợ, bầu không khí sợ hãi bao trùm khắp nơi. So với kiểu trôn thuốc viện hay rượu lậu trong vườn nhà sau đó đi báo Tây Đoan về bắt, thì việc giải truyền đơn này khiếp hơn. Kẻ nào bị hưu cổ là xác định lưu đầy biệt xứ, gần nhất cũng mãi tận Sơn La. Mặc cho cả làng loạn như ông vỡ tổ, bà Tránh Đào vẫn dục các hiệp thợ tiếp tục xây điện cô Tám, bởi bà muốn hoàn thành đúng vào tháng 9 ta, nhân ngày rỗ của bà cô tổ mẫu. Kể từ ngày em gái hạ sinh được cô Đặng Thiên Bảo, bà như chút được gánh nặng trong lòng bấy lâu. Giờ là lúc toàn tâm toàn ý lo việc tâm linh. Cô thiên bảo khôi ngô nên được ông tránh xâm nhất mực cưng chiều. Đúng như cậu con một vác cột đi chơi. Nhiều hôm dành việc quan, ông sai cậu người ở kéo xe khắp làng để cô thiên bảo được vui chơi. Sinh ra ở nhà quyền thế nên cô con giòn cười tươi khóc. Hôm nào giờ trứng thôi thì từ vũ em cho đến đám kẻ ăn người ở chạy tướt bơ mừng cho dòng họ đặng thiên có người nối dõi nhưng bà tránh đào không quá vồ vập như trước vì biết em gái được đằng chân sẽ lân đằng đầu thương em gái nên nhiều lúc bà bỏ qua chỉ có điều tình chị em không còn như trước việc này khiến trong thân bên làng dâu đâm buồn phiền khi bắt tay xây điện thờ bà tránh đào không quên sai người sang bên làng sơn đồng đặt làm bức tượng bà hiền phi bằng gỗ mít được sơn son thép vàng cẩn thận sau này ngôi điện dựng xong, bà sẽ mời thầy Pháp làm lễ hô thần nhập tượng. Khi đó dòng họ đặng thiên cũng như dân làng sủ có nơi để khói hương phụng thờ. Sau ba ngày bị quan trên hạch sách, sợ cầm hoạnh hoẹ, cuối cùng đám chức dịch và dân làng sủ được quay về với nhịp sống hàng ngày. Kể ra nếu như việc này có từ vài năm trước sẽ thành to chuyện. Tuy nhiên, hiện nay quân Nhật có mặt khắp nơi. Do vậy người của sở cầm lẫn quan huyện không còn thét ra lửa được nữa không bị dồn ép như Lý Vinh, ông tránh xâm lo đồ cữ thuốc viện cùng ba bữa cơm rượu cho quan huyện. Việc dò xét từng nhà ông mặc xác tay trương tuần chạy bạc mặt. Sau đần này khối kẻ không còn dám vinh vang như trước. Lúc con xe ô tô đít vịt chở quan phụ mẫu rời làng, ông tránh xâm thở vào nhẹ nhõm, bởi khi tra soát sổ đinh, Mọi người không phát hiện ra sự vắng mặt của cu mới, nếu không lại tốn cả mớ tiền đông dương để đấm mõm. Trong bữa ăn tối sau đó, bà Tránh Đào muốn gộp lễ đầy năm của cu thiên bảo với lễ khánh thành điện cô tám cho tiết kiệm. Không nhẽ tổ chức đánh chén hai tháng liên tiếp, mỗi lần hơn trăm mâm sẽ không tiện. Trong lúc ông Tránh Sâm còn đang lưỡng lự, cô mật lên tiếng phản đối ngay. Theo cô, không thể đầy năm thằng cu với lễ của người đã mất từ đời tám hoánh nào. Chưa kể việc đó kém sang. Không muốn hai bà vợ bất hòa, ông Tránh Sâm quyết định tháng 9 làm lễ Khánh Thành Điện Thờ Cô Tám, sau đó tháng 10 làm lễ đầy năm. Quanh ra, quanh vào, chuẩn bị đón Tết Quý Mùi 1943 là vừa xuẩn. Do anh cô mới bỏ đi, ông Tránh Sâm đành déo con bé người ở soi đuốc cho ông đi làm mấy ván tổ tôm. Chẳng nhẽ để ông áo gấm đi đêm còn ra thể thống gì. Người ta nói vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp không sai. Ngôi nhà năm gian rộng rãi bỗng hưu quạnh đến lạ cô thiên bảo ngon giấc ngay trên sập gỗ kê chính giữa nhà nơi ông tránh sâm hay ngồi từ lâu bà tránh đào kiệm lời với em gái bởi bà biết em mình không còn sự chân chất như xưa ngồi bó gối nhìn nhau cho đến lúc buông màn đi ngủ cũng bất tiện bà chọn cách xuống nhà ngang làm bạn với đống sổ sách và bàn tính vẫn biết những việc cần làm phải gắng hoàn thành nhưng việc xây đền dựng điện liên tiếp đã tốn cả vạn đồng đông dương chưa kể nhiều thứ khác không tên nên mà tránh đào phải căn cơ lấy khoản nọ bù khoản kia cho được việc khác với sự lo no lắng của bà sinh được con trai nên cô mận mặc nhiên không đụng tay việc gì dù sao tòa ngang dãy dọc hay cả trăm mẫu bờ sôi rộng mật sau này chẳng phải con trai cô nghiễm nhiên được hưởng hay sao tự tin vì có cu thiên bảo để hô mây gọi gió cô mận thản nhiên tận hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng trong khi bà chị gái chạy bục gấu quần hết làng trên xóm dưới, đúng là sướng khổ đều có số. Vào đầu tháng 9, bà chánh Đào làm mấy chục mâm cỗ mời dân làng đến dự lễ khánh thành điện thờ bà Đặng Hiền Phi, đại diện của ba thôn Thượng, Trung, Hạ đều có mặt từ sớm. Tượng bà Hiền Phi ngồi thư thái trên ngai với nụ cười thoát tục. Người nghệ nhân tạc khéo đến mức cảm giác Đặng Hiền Phi như đang nhìn mọi người bằng đôi mắt hiền từ khác với con cháu dòng tộc đặng thiên dân trong làng quen gọi là điện cô tám vì thuận miệng bởi những chức tước khiến họ khiếp hãi vẫn biết có tiền mới dựng đền xây điện nhưng của một đồng thì công một nén bởi nếu không có sự thức khuya dậy sớm của bà Tránh đào khéo ngôi điện xây được đến móng là may rồi sau bản cung tế của đủ các thầy pháp thầy tăng cùng sư sãi ở ngôi chùa làng cùng mấy chùa lân cận đám con cháu họ đặng thiên thuộc các tri ngành súng xính áo dài khăn đóng bưng mâm vào dâng lễ nhiều cụ cao niên trong họ biết chữ thánh hiền ngước mắt ngắm bức đại tự sơn son Thếp vàng có bốn chữ quốc sùng gia khánh cùng câu đối được cảm trai treo ở hai bên cột do cụ đổ xanh viết biết các cụ hay chữ nên ông tránh xâm liền đọc to hai câu đối phúc sư dày lưu gốc cảnh muôn thuở nền nay vững để hương khói nghìn thu. Nhàm lưu danh thiên cổ học theo lối người xưa, bà tránh đạo nhờ cụ đồ xanh viết rồi sai thợ khắc vào đá một bài bia ký nói về thân thế của bà Đặng Hiền Phi đặt bên hữu Đối diện bên tả ngay dưới gốc cây hoa sứ có một tấm bia ghi lại công đức của con cháu dòng họ Đặng Thiên, đặc biệt là của kiều phẩm văn giai Đặng Thiên Sâm, tránh tổng làng sổ theo tên nôm, hay còn gọi là làng Thiên Phúc. Ông là người đã hưng công để dựng đền thờ bà Đặng Hiền Phi vào năm Bảo Đại Thập Thất Niên kiểu Nguyệt Sơ Nhị Nhật tức ngày mùng 2 tháng 9 năm 1942. Dù từ việc mua đất, thuê hiệp thợ và mướn người đúc chuông tô tượng để một tay bà tránh đảo lo liệu, tuy nhiên bà luôn hiểu rõ tam tòng tứ đức, bởi vậy mấy tấm bia ghi công bao giờ cũng có tên chồng bà trước tiên. Cả ở đền thờ vua bà phía nam hay ngôi điện cô tám phía bắc, bởi trong tâm niệm của mình, bà làm dâu họ đặng thiên như vậy là nhờ lộc của nhà chồng nên mới có danh phận. Nhà phải có nóc, đó là đạo vợ chồng không vượt mặt được. Trong số những vị khách quý đến dự lễ Khánh Thành Điện, ngoài quan huyện sở tại, còn có cụ nghề hiến trên phố phủ là người đức cao vọng trọng, nên dù cho cụ cáo lão về quê, vẫn được triều đình kính trọng. Xuân thu nhị kỳ, các quan sở tại thường đến vấn an, vốn là chỗ đi lại thăm giao cùng cụ Lý Uyên ngày trước. Do vậy khi thấy xe tay do ông tránh xâm tới nhà trước, cụ nghe hiến liền mặc áo đại triều, đeo thẻ bài ngà tới dự. Lần đầu tiên, được mục sở thị vị quan tòng nhất phẩm hiệp biện đại học sĩ, đám dân đen chỉ biết ngà nón cúi đầu vái lại. Bởi đến như quan huyện đương nhiệm vẫn ở hàng bát phẩm, Do là mệnh quan triều đình, nên dù đã về quê dưỡng lão, nhưng lúc vào nhập tiệc, mình cụ nghe hiến một mâm ở ngay giữa điện. Bồi tiếp cụ có quan huyện ngồi ghé ở trước đôn thấp hơn. Ông tránh xâm chỉ dám đứng phía sau hầu chuyện cho đúng tôn ti trật tự. Không hồ danh là bậc khoa bảng phụng sự ba triều vua. Trước lúc quay về phố phủ, cụ nghe hiến sai người mài mực rồi phóng bút, viết đôi câu đối chắc tuyệt, khiến người hay chữ như cụ đồ xanh phải cúi đầu thán phục. Đợi khi dám mực, Cụ nghệ hiến ghi thêm dòng lạc khoản rồi vừa đọc vừa giải nghĩa. Mẫu nghi thiên hạ, tiên nhị thánh, tờ dục quần sinh, Phật hữu thần. Dịch nghĩa là mẫu nghi thiên hạ là tiên thánh, nuôi dưỡng chúng sinh, Phật có thần. Đầu giờ chiều lúc mọi người ra về, ông tránh sâm thắp thêm tuần hương rồi bước ra ngồi ở bậc thềm. Thằng cu người ở vừa được nhận vào thay cho anh cu mới vội bưng bộ điếu bát cổ để ông hút một điếu. Dù các vị chức sắc hay nằm bên bàn đèn thuốc Việt, nhưng ông tránh xâm. Chỉ hút khi cần giao tiếp cùng quan trên, vì thế không nghiện. Thuốc lào khiến ông thoải mái hơn rất nhiều. Đang ngắm cảnh vật qua làn khói trắng, bất ngờ bà Khán Vinh là người cô họ bước tới. Nhìn quanh không thấy ai, nên bà thì thào to nhỏ mách với ông một tin bất ngờ. Hiện nay, cụ đồ xanh bắt đầu kén rể cho con gái út. So với nhiều người cùng trang lứa, kể ra cô út hưởng sang tuổi 20, chưa có nơi có trốn, được coi là sắp quá lứa nhỡ thì. Vòng vo vò tam quốc một hồi, bà Khán Vinh nhắc ông tránh xâm. Do nhiều đời ngành trưởng cô dòng họ Đặng Thiên đều độc đinh, giờ là lúc cần nạp thêm thiếp. Biết đâu, lại có thêm một thằng cu nữa. Các cụ dạy đông con sẽ nhiều của, nhà ông tránh tổng đang vượng khí nên tội gì không năm tê bảy thiếp thấy ông tránh sâm ngồi thử người ra chiều suy nghĩ bà khán vinh lấy ngay gương mổ ma ông lý tăng để phụ họa dù chưa đến hai năm mươi đã nhắm mắt xuôi tay nhưng ông đó kịp có năm bà vợ cùng con đàn cháu đống trong khi gia cảnh sao sánh bằng phân tích cái lợi nhiều hơn cái hại bà khán vinh dục ông tránh sâm quyết sớm nếu sinh thêm thằng cu vào năm quý mùi đó là điểm cát tường. Dành cả đời làm mai mối khắp làng trên xóm dưới, bà Khán Vinh có tài nói đến mức con kiến phải bò ra khỏi hang. Những lời nói của bà khiến ông tránh xâm động lòng. Xét cho cùng, lấy thêm một người vợ nữa đâu có nhiều nhận gì. Luôn ghi nhớ lời giao huấn của phụ thân về việc lấy vợ xem tông. Bởi thế bà Khán Vinh nhắc đến con gái út cụ đồ xanh. Ông tránh xâm thấy có vẻ là đám tốt, do con nhà có chữ nghĩa. Hiện nay cả bà lẫn bà hai đều xuất thân ông đồ làng dâu. Giờ thêm bà ba là con ông đồ làng sủ, vậy là thêm phần giá danh mọi bề. Đang ngồi nói chuyện, nhác thấy bà vợ cả quay lại điện thờ, ông tránh sâm nói nhanh. Vậy cô lựa ngày tốt có thư chuyện với cụ đồ xanh, đặt lễ cuối năm rồi ra riêng làm lễ khéo đẹp mọi nhẽ. Điện cô tám đã xây xong. Như vậy, mọi việc mang tính tâm linh cho dòng họ đặng thiên của nhà chồng đã hoàn thành mỹ mãn. Bà Tránh Đào thầm tạ ơn trên đã âm phủ dương trợ khiến mọi việc hanh thông đến không ngờ. Riêng những dòng của cụ nghề hiến, bà không quên sai người lên phố huyện đóng khung kính cẩn thận rồi treo trong điện. Bởi đó là bút tích quý giá của bà Khoa Bảng. Do nhiều việc nên thời gian trôi nhanh. Tiết trời tháng 10, chưa cười đã tối, chẳng mấy chốc là đến bữa tiệc đầy năm của cô đặng thiên bảo không muốn em gái phải suy nghĩ nhiều bà tránh đào nhường cô mật toàn quyền trong việc thu xếp việc mời ai hay lờ ai xét cho cùng em gái mà là người mang nặng đẻ đau nên xứng đáng đúng như mọi người dự tính sau lễ đầy năm của thiên bảo quanh đi quẩn lại sẽ đón tết quý mùi một nghìn chín trăm bốn mươi ba như vậy sẽ khép lại một năm bận rộn và nhiều biến động Nhằm chứng tỏ mình không thua chị kém em, ngay lúc bữa tối được dọn lên, cô mận đưa hai tờ giấy cho chồng đọc. Ở trong đó cô liệt kê chi tiết những món phải có trên mâm cỗ trong lễ đầy năm của con trai. Bên cạnh thực đơn mặn, ngọt, đủ cả, việc mời bao người và làm bao nhiêu mâm được ghi lại đầy đủ. Điều đó chứng tỏ cô bỏ công sức vào đó không hề ít. Đọc lướt qua mấy tờ giấy, ông tránh Sâm bất ngờ hỏi ngược lại cô vợ trẻ vì chi hết bao tiền, sao không thấy ghi ra? Áng chừng như này không ổn. Dành bao công sức để viết ra như vậy, cô mận giật mình bởi điều quan trọng nhất chưa nắm được. Đành rằng nhà tránh tổng giàu có ức vạn, nhưng tiền không phải bỏ hến, nên việc chi tiêu phải rõ ràng từng khoản và chi tiết đến từng đồng trinh bảo đại. Còn kiểu án trừng đại khái sẽ không được chấp nhận. Biết mình có sai sót, nên cô mận hứa sẽ tính toán cẩn thận. Tranh thủ lúc ba người đang ngồi ăn đồ tráng miệng, cô gặng hỏi chồng. Mình thấy cần thêm vào hay bớt đi, để em sửa luôn. Ông tránh xâm nước nhìn đồng hồ, sau đó thong thả nói. Vậy là được rồi. Đợi bà Khánh Vinh xin phép ra về. Cụ đồ xanh cho gọi hai vợ chồng cả hình lên nhà nói chuyện. Hai mẹ con bà đồ đang bận muối dưa cũng phải bỏ đấy để dự cuộc họp gia đình. Mở chiếc tráp sơn nhỏ cho mọi người xem. Bên trong có 200 đồng bạc Đông Dương cùng 5 đồng tiền đồng khánh, thông bảo bằng vàng dòng. Đây vốn là những đồng tiền do nhà vua ban thưởng cho các quan đại thần vào những ngày lễ. Trước sự ngạc nhiên của cả nhà, cụ đồ xanh chậm rãi thông báo. Ông Tránh Sâm chính thức nhờ bà mối mang xính lễ sang hỏi út hường về làm lễ. Các cụ nói cưới vợ phải cưới liền tay. Nếu ưng thuận thì nhằm ngày 18 tháng riêng năm quý mùi sẽ làm lễ rước dâu. Lệ xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cô út hưởng nghe đến chuyện lấy chồng chỉ biết cúi gằm mặt, mân mê vạt áo. Nếu so với đám bạn thời chăn trâu cắt cỏ, cô biết mình chậm duyên hơn hẳn vì bọn họ đều có vài mặt con rồi. Bà cụ huynh nén tiếng thở dài. Vẫn biết đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Nhưng con gái bà làm vợ ba cũng hơi mất giá. Trong lúc cụ đồ xanh nhấp môi thường trà, vợ chồng cả hình trụm đầu thì thầm với nhau vài câu, sau đó cả hình mạnh dạn nói suy nghĩ của mình. Xét đám trai đinh của làng hiện nay, đúng là không kẻ nào đáng mặt làm rể nhà mình. Làm lẽ nhà quyền quý vẫn là phúc phật. vì thế đây là đám tốt, không nên từ chối. Gật đầu tán tưởng ý kiến của người con cả, cụ đồ xanh cho biết, Xét về tuổi thì ông tránh xâm hơn cả hình có một tuổi như vậy làm rể cụ rất hợp nhẽ. Ở làng từng có chuyện khi lấy vợ lẽ thứ năm, những ông Lý Tăng còn hơn cả tuổi bố vợ những một giáp. Đúng là ngược xuôi đều không thuật. Thấy con gái im lặng chờ quyết định, cụ đồ xanh hắng giọng đọc câu ca dao thay lời dân dạy. Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn tròn kiếp dựa bể thất phu. Tin đi, rồi tin lại, đúng ngày 28 tháng chạp, bà tránh đào đội mâm lễ sang nhà cụ đồ xanh để hỏi cưới cô út hường cho chồng mình cầm tay cô con gái cụ đồ chạc tuổi cô mận bà tránh đào lòng vào cổ tay mảnh mai của cô một chiếc vòng ngọc tín vật này ngầm công nhận cô là dâu của dòng họ đặng thiên trong ba năm hai lần đi hỏi vợ cho chồng bà tránh đào luôn lo chu toàn mọi việc nhưng lúc ngồi một mình ở gian nhà ngang bà nhớ đến câu kiều mà mẹ mình hay đọc lúc chưa xuất giá. Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Không giữ được vẻ an nhiên như bà, từ lúc biết tin chồng sẽ nạp thêm thiếp, cô mình đã quyết từ mặt chị gái, bởi cô đổ diệt cho bà lấy thêm lẽ để mình phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc. Biết mình có lần lỡ lời dọa em gái việc nạp thiếp cho chồng, bà tránh đào chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt bởi tình ngay lý gian. Đúng là trong việc chọn cốt thường làm lẽ đều do chồng bà tự quyết. Nhưng em gái thấy bà yêu ái cụ đồ xanh nên nhất quyết nói bà âm mưu và thủ đoạn. Khóc với chồng không ăn thua, cô mận sai bà vũ bế thằng cu thiên bảo cùng con bé người ở cắp cháp theo cô về bên làng dâu. Cô quyết mách tội chị gái trước các đấng sinh thành. Trong lúc bà đồ bưởi thở dài trách người con gái lớn hại em chưa đủ cần bày trò nạp thiếp, bởi theo bà đàn ông khắc nào hổ đói nếu còn sức thì lấy thêm vợ tư hay vợ năm chắc chắn họ sẽ gật đầu bà đồ bưởi thương con gái vừa bước sang tuổi 19 giờ phải chia năm xẻ bảy phí hoài tuổi xuân mọi tội lỗi đều do con gái lớn gây ra ngồi ở chiếc trường kỳ đọc sách ông đồ thâm không tham gia câu chuyện của cánh phụ nữ ngày trước ông đã gieo quẻ nên biết là quẻ nghịch bởi vậy hai chị em sẽ xung khắc với nhau hiếm nỗi không có con trai trong khi con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi, ông đành phó mặc số trời run rủi. Nhưng hai chị em đã khó nhìn mặt nhau, giờ thêm người nữa đúng là càng nát nước. Đợi cho màn khóc lóc và kể tội đã xong, ông đồ thâm lớn tiếng gọi con gái lên nhà. Sau khi nhắc bà Vũ cùng con bé người ở lui ra, ông nghiêm giọng nói. Chị ở trong nhà không tính, nhưng hễ bước ra ngoài, đã thành bà tránh mận. Từ hỏi nếu không có chị gái nâng đỡ, làm gì có ngày hôm nay về làng vênh vang. Hoán giận gì vẫn phải nhớ chị em như trái cầu non. Cô Mận định lên tiếng thanh minh, tuy nhiên ông đổ thâm quyết không nghe. Thậm chí ông cấm vợ thổi cơm rồi đuổi khéo con gái quay về làng sổ. Có mỗi thằng thiên bảo là cháu ngoại, tuy vậy không vì thế ông thiên vị bên nào, nếu không con gái ông sẽ được đà lấn tới. Riêng việc người hiền tế lấy thêm vợ lẽ, ông biết đó là điều không tránh khỏi bởi đó là quy luật rồi đâu phải do con gái lớn ông xui nguyên dục bị. Lúc trời nhá nhem tối, cô Mận cùng bà Vú và con ở quay về làng sổ. Không được phụ thân bênh vực, tuy nhiên cô vẫn thấy nhẹ lòng do mẫu thân ủng hộ và hứa sẽ mắng cho chị gái một trận khi thò mặt về thăm nhà. Ngôi nhà năm gian của ông Tránh Sâm hôm nay đèn đuốc sáng choang. Năm nay, đám người ăn kể ở lo việc lau dọn mọi thứ tinh tươm. Ngoài việc chuẩn bị đón Tết quý mùi 1943, ông Tránh Sâm sẽ có thêm một người vợ lẽ. Vốn kẻ ăn người ở là phận con sâu cái kiến, do vậy ai ngồi trên sập hay đứng trên hiên sai bào thì họ vẫn phải làm tròn bổn phận. Tuy nhiên, hệ nghĩ đến vụ ốm ngén của bà hai tránh mận, mọi người vẫn còn lắc đầu lè lưỡi vì khiếp hãi. Giờ thêm bà ba tránh hưởng, không biết là phúc hay họa nữa. Không giống như người khác cậy quyền áp chế, dù đang ở ngôi chính thất nhưng bà tránh đào có quyết định bất ngờ khi sai dọn rừng chiếu ở trái nhà bên tà để đón tân nương vào ngày 28 tháng chạp. Trái nhà bên hữu vẫn dành cho cô Mận. Sắp xếp như vậy, bà chính thức chọn gian nhà ngang để sống. Có lẽ bà chỉ hơn đám người ăn kẻ ở một chút do căn buồng rộng rãi. Tuy nhiên, nên dãy nhà ngang khá thấp, gặp ngày mưa to gió lớn sẽ thậm khổ ngồi trên sập tựa tay vào chồng gối ông tránh sâm thấy khoan khoái lạ thường bởi cuộc hôn nhân này khác với hai lần trước từ khi biết tổ tiên bao đời vốn dòng tôn thất nhà lý ông nhớ đến việc ngày trước các vua triều lý hay gả công chúa cho các tù trường để giữ yên miền biên viễn ở lăng sổ bề ngoài tưởng như yên ả à, nhưng bên trong là những cuộc đấu đá khốc liệt bao năm nay dòng họ phạm đình họ đặng thiên và họ nguyễn văn thay nhau làm lý trưởng và tránh tổng kể từ khi cụ thân sinh ra ông là cụ Đặng Thiên Uyên, hay còn gọi là cụ Lý Uyên, thôi chức, lão Phạm Đình Tăng thay quyền giữ mộc triện. Trời không chiều lòng người, lão đó chết sớm, vì thế chức lý trưởng về tay lão Nguyễn Văn Vinh. Dân làng gọi là ông Lý Vinh. Dù họ Đặng Thiên không còn ai dự chân khoa bảng, nhưng việc ông làm tránh tổng vẫn khiến mọi người mát mặt. Bây giờ nếu ông làm dề họ Nguyễn Văn, tự dưng thế chân vạc sẽ thay đổi, bởi họ Phạm Đình không còn người nào dự hàng chức sắc làm tránh tổng kim sơn cai quản bảy làng ông tránh sâm thừa hiểu không riêng gì làng sủ từ làng dâu cho đến làng sãi nói rộng ra cả xứ bắc kỳ ở đâu cũng có cảnh cá lớn nuốt cá bé thường ra vào trốn cửa quan nên ông tránh sâm chứng kiến quan lớn ép quan bé quan bé ép xuống đám chức dịch ở làng cuối cùng chỉ đám dân đen là lãnh đủ khi nhận xét về đám kỳ hào lý mục có lẽ câu quần ngư tranh thực phản ánh rõ nét nhất hiện trạng mọi nơi. Bằng việc tổ chức lấy thêm bọn lễ, ông Tránh Sâm muốn chứng tỏ thế và lực của mình, từ đó ông có thể tạo ra cục diện mới. Hồi vừa lên chức tránh tổng, nghe lời thân phụ nên ông thực hiện thao quang dưỡng hối, ẩn mình chờ thời. Hiện nay, thời vận của ông cùng dòng họ Đặng Thiên đã tới, chỉ cần bỏ lỡ một nhịp sẽ bị đám chức sắc thuộc các họ khác trong đảng cướp mất. Ngắm chiếc bàn tròn cùng bốn chiếc ghế cổ làm theo kiểu nhà Minh bên xứ tàu, Ông tránh sâm nghĩ trong đầu. Như vậy thêm cô út hưởng là vừa đủ không bị trống ghế. Tuy nhiên nếu sau này có rước thêm bà nữa, chắc ông phải đặt thợ làm bộ khác. Nhưng đó là việc chưa bàn tới. Thấy người vợ cả cầm cuốn sổ đi từ ngoài đường làng về, ông tránh sâm vui vẻ chỉ vào chiếc áo gấm vừa gửi mua bên cầu đơ rồi hỏi. Mình thấy có đẹp không? Tôi định mặc vào ngày 28 tháng chạp. Bà tránh đào ngắm áo gấm cùng đôi giày đơ cu lơ được đánh xi si bóng loáng chứng tỏ chồng bà mong ngóng từng ngày để rước cô út Hương về làm vợ ba không muốn làm chồng mất hứng bà nhẹ nhàng nói với mình ngày nào chả là tháng chạp điện thờ cô tám thường đông người đến thắp hương vào ngày rằm mùng một bởi ngày đó bà con hay đi lễ chùa làng từ bao đời nay cảnh tam giáo đồng nguyên đã ăn sâu vào nếp nghĩ một cụ già thắp hương cúng Phật xong thường ghé điện thờ mẫu dân lễ hoặc cúi đầu trước tượng Thái Thượng Lão Quân. Với những người chân chỉ hạt bột, Phật hai thần thánh, hễ tạo phúc muôn dân đều được hương khói. Thậm chí những vị thành hoàng vốn sinh vi tướng, tử vi thần có ở khắp nơi. Mọi người coi bà Hiền Phi giống như bà Lý Chiêu Hoàng hay bà Chúa Liễu Hạnh bên làng sãi. Tất cả đều gom chung như tục thờ mẫu vậy. Dù chỉ là điện thờ riêng một người, không có tam tòa tứ phủ, trên bàn cũng không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thánh mẫu. Tuy thế, dịp đầu năm, bà Đồng Xiêm có mượn điện cô tám để làm lễ hầu đủ 36 giá đồng. Dù điện cô tám quy mô nhỏ nên không cần thủ từ lo việc nhang đèn như điện thờ bà Lý Chiêu Hoàng. Tuy nhiên, bà Tránh Đào thường ngồi ở điện mỗi khi xong việc, bởi bà thấy gần gũi như ở nhà. Từ ngày ông Tránh Xâm cưới thêm cô Út Hường làm lễ... Bà Tránh Đào dù chưa đến 40 nhưng tự thấy mình quá già so với tuổi 18 và đôi mươi của bà hai bà ba. Không đòi hỏi chồng phải chia ngày chẵn lẻ tà hữu như cụ đốc học đặng thiên kính thời trước, bà tự lấy việc trèo lái giang sơn nhà chồng làm niềm vui để quên đi nỗi niềm cô độc. Tự tay lau dọn bàn thờ, bà Tránh Đào mở bọc hoa vừa mua ngoài chợ được gói trong lá rong và buộc bằng dâm nếp vốn là người làm gì cũng dành hết tâm sức vào đó. Trước khi dâng hoa lên ban thờ, bà lấy gáo dừa múc nước mưa được chữ ở trong chiếc chum vào chậu bằng đồng, sau đó nhẹ tay thả từng cánh hoa để rửa cho hết bụi trần. Có như vậy mới đảm bảo sự thanh khiết. Chỗ hoa rửa sạch được cho vào chiếc đĩa trắng, có vẽ mấy bông hoa sen cùng câu đối do cụ nghề hiến viết hôm khánh thành điện thờ. Mẫu nghi thiên hạ là tiên thánh, nuôi dưỡng chúng sinh Phật có thần. Theo mẹ lên chùa lễ Phật từ bé, do vậy bà chánh Đào biết rõ hoa dân Phật hay Thánh đều theo mùa nào thức nấy. Khi lễ vào hạ và mấy tháng tiếp theo, loài hoa được chọn dân cúng gồm hoa huệ ta, hoa ngọc lan, hoa mẫu đơn hoặc hoa ngầu. Nhiều nhà còn thêm cả hoa móng rồng, hoa sói. Mùa hạ qua đi rồi, mùa thu tới, hoa cúng có thêm hoàng lan, hoa ngầu và hoa hồng quế. Đĩa hoa cúng thể hiện tấm lòng của con người trước các đấng thần linh và tổ tiên. Do vậy bà tránh đào thường tự mình đi chợ mua cho đúng ý, thay vì chỉ tay năm ngón sai người ăn kẻ ở mua. Thắp hương và thỉnh chuông xong, bà tránh đào đội nón đi thăm ruộng. Không có con ở cắp cháp theo hầu, bà sắn quần lội ruộng như người nông dân thực thụ. Nhiều hôm bà ra tận bờ đê kiểm tra đàn trâu cầy và đàn bò, bởi đó là tài sản gây dựng bằng công sức không dễ gì buông lơi. Khi bà tránh đào từ ngoài ruộng quay về, cô bé người ở vội bưng mâm cơm lên nhà trong lúc bà múc gầu nước giếng rửa mặt mũi chân tay. Cả sáng ngồi theo thùa cho đỡ buồn, cô mận phó mặc cho bà Vũ trông nom thằng cu thiên bảo. Từ dạo cai sữa xong, cô đâm nhàn hạ hơn trước, vẫn ngấm ngầm soi mói người vợ ba của chồng. Cô mừng thầm trong bụng, do mấy tháng vẫn chưa thấy thị có tin vui có lẽ dòng họ đặng thiên ngành trường mãi chỉ độc đinh không đổi vận được như vậy tuy cô là vợ lẽ nhưng quyền hơn bà cả đợi ông tránh sâm húp môi canh trước lúc ăn cơm đưa miếng giò lụa cho con trai ăn vã cô mận liền trách khéo bà tránh đào bởi cô luôn khó chịu mỗi lần ngồi chung mâm cùng chị gái thằng cỏ đói hoa mắt vẫn gắng đợi chị cả về mới có hột cơm vào bụng đi lễ chùa hay lễ điện chỉ nhoáng cái là xong chị em đi kỹ quá đến tận bữa trưa luôn Biết em gái giờ trò đâm bị thóc rồi chọc bị gạo, nhưng trong bữa ăn nên bà tránh đào không thèm chấp. Nhìn mâm cơm xem đủ hay thiếu, sau đó bà chấm giò vào nước mắm nhĩ loại ngon, rồi tiếp vào bát của chồng, trong khi đó cô Hường cúi đầu lặng lẽ ăn. Có lẽ về làm dâu được vài tháng, nên cô vẫn bỡ ngỡ nhiều. Hôm trước nhà cụ đồ xanh có rỗ, bà tránh đào sai con ở cấp cháp theo hầu bà ba tránh Hường về bên nhà. Đây là cách làm đẹp mặt hai họ, và dân làng nhìn vào phải trầm trồ thán phục. Khác với suy nghĩ của chị gái, cô mận tỏ ra vẻ hậm hực dù chưa dám nói ra. Không nhớ đến dạ mới về làm dâu khiến chị gái phải chuyển xuống nhà ngang. Cô thù hương ra mặt về từ ngày về làm lễ, đã hai tháng ông tránh xâm chưa ghé sang chỗ cô nằm. Đợi cô bé người ở bưng mâm xuống, bà tránh đào tự mình pha trà cho chồng, sau đó quay sang nhẹ nhàng nói cho em gái hiểu. Đối với việc tâm linh, tuyệt đối không được buông lời cay nghiệt kèo dính khẩu nghiệp thêm nữa việc ngồi dỗi ở nhà rồi nghĩ ai cũng nhàn như mình là điều tối kỵ bà khuyên em gái nếu rảnh quá chiều nay đội nón cùng bà lội đồng như hồi sáng có lẽ như vậy là công bằng hợp lý tường nói với chị gái vài câu cho sướng miệng anh dài bị mắng không chút kiêng nể trước mặt cô hường mới về làm dâu khuôn mặt cô mận đỏ bừng vì xấu hổ luôn tin tưởng người vợ cả ông tránh xâm nhìn cô mận rồi khẽ tặc lưỡi về thất vọng nói như đám dân phu ở cổng chợ huyện nhiều lúc sướng quá hóa rồ dạy cho em gái bài học nhớ đời bà tránh nào quay sang báo cho chồng tin buồn năm vừa rồi dù chưa đến nỗi mất mùa như nhiều nơi khác nhưng năng suất kém nên thu hoạch không được như trước hiện nay nhiều nơi bắt đầu cảnh bán vợ đỡ con nên chắc từ nay đến sang năm cuộc sống nhiều nơi sẽ khó khăn Bà tránh đào lo bần cùng sinh đạo tặc nên muốn xây kín cổng cao tường nốt phía bờ ao phòng khi có biến. Không dám nghĩ xa xôi, nhưng bà sợ có ngày giặc cướp tấn công. Khi đó nhà toàn đàn bà con gái đâm bất lợi. Đến giờ phải ngả lưng cho giãn xương cốt. Ông tránh sâm gật đầu chấp thuận việc xây hàng rào. Điều ông cần bây giờ là chập mắt để chiều còn lên huyện gặp quan phụ mẫu. Dù vợ chưa nói ra, nhưng tình hình sưu thuế nói lên tất cả Cảnh sống nghèo khổ ở đâu chẳng như vậy. Đến mỗi kỳ đốc siêu thuế như đi đánh trận. Ngay như khoản thuế thân năm nào, đám tuần đinh cũng phải gô cổ những kẻ mặt sứa gan lim gia đình làng, đợi người nhà mang bán đồ, mang tiền đến nộp. Phần dân đen ở làng, hễ nghe thấy tiếng chống ngũ liên thúc là kinh hãi, bởi nếu không vỡ đê thì là thúc nộp siêu thuế. Đám dân đen bị bóp nặn, nhưng hiện như cục đất, không dám phản kháng. Tuy thế đằng sau vẻ cam chịu là những đám lửa nhỏ âm ỉ trực chờ bùng cháy. Không mấy khi ra khỏi lũy tre nàng, do vậy cả hình từ Hà Nội trở về mang theo nhiều tin sốt dẻo. Việc đầu tiên khi ngồi ăn cơm, cả hình nhắc vợ cùng mẹ mình hãy đong thóc đồ đầy bồ, bởi ngoài Hà Nội có nhiều đám ăn xin ở các nơi đổ về. Nghe họ nói mấy năm liền mất mùa nên chẳng còn gì để ăn, thà ăn xin nơi phố thị còn hơn chết đói ở làng. Nói đâu xa xôi, ngay ở làng Sù từ đầu năm, tiếng trống thúc sư thuế khiến bao người tan cửa nát nhà. Nếu không có khoản xính lễ hậu hĩnh của ông tránh Sâm, cùng mấy khoản kiếm được hồi dựng đền xây điện của bà tránh đào, khéo nhà này cũng lâm vào khốn khó. Cụ đồ xanh không quen bàn việc bếp núc, nhưng đúng là gạo từ 25 đồng bạc đông dương một tạ, bây giờ phải có 28 đồng mới mua nổi một tạ tình hình này khéo còn tăng nữa. Từ ngày làm chân thủ nhanh ở đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, cụ đồ xanh thấy cuộc sống đỡ bí bách hơn hẳn. Ngoài việc chăm lo, đăng trà quả thực, vào ngày húy kỵ của vua bà, cụ sẽ làm mâm cỗ tươm tất. Thời gian còn lại, cụ đồ xanh dành trăm mấy chục chậu cúc mốc và đọc mấy cuốn sách thánh hiền đã phù bụi thời gian. Bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, cụ ngẫm lại thấy mình còn may mắn hơn chán bạn người khác. Nhờ mấy khoản tiền to mang về, nhà cụ bây giờ mát mặt hơn hẳn. Cô con gái út quanh năm ở trong nhà, tiếng làm vợ ba nhưng một bước lên bà, danh giá như vậy kề cũng là tột bậc. Hôm trước nhà có dỗ, tuy hiền tế bận việc quan không sang dự được, nhưng con gái mặc áo dài đi trước, phía sau có con bé người ở cấp cháp theo hầu. Rất nàng quen thưa gửi là bà ba tránh hường cụ thấy mát mặt hơn rất nhiều. Đệ ngả lưng làm giấc ngủ trưa, Bất ngờ con mực nằm trước hiên sủa inh hỏi. Biết nhà có khách nên cả hinh vội chạy ra quát chó. Nhìn thấy ông tránh xâm chống ba toang bước vào. Dù là anh vợ nhưng cả hinh vẫn ý thức phận dân đen của mình nên cung kính mời tránh tổng vào nhà. Đây là lần thứ hai ông tránh xâm tới nhà nhạc phụ. Lần trước ông bận áo gấm mua tận cầu đơ để đón dâu. Lần này ông sang không báo trước bởi lý do khác. Không giống như mọi nhà, bố vợ ngồi rung đùi đón hiền tế, thấy tránh sâm vào ngay lập tức cụ đồ xanh cao rộng sai con dầu đun nước để pha ấm trà mới bà bưởi ở dưới bếp hồi hộp không kém khi thấy ông con rể tránh tổng ghét thăm đột ngột điều này khiến bà sợ con gái gây ra chuyện gì đó không phải dù vai vế đã phân định rõ ràng nhưng ông tránh sâm được cụ đồ xanh mời ngồi ngang hàng cùng mình trong lúc đó cả hình ngồi ghế thấp để hầu chuyện sau tuần trà thứ nhất ông tránh sâm hắng giọng nói một cách điềm đạm lần trước Do để hội kín giải truyền đơn khắp làng, nên Lý Vinh bị quan trên trách phạt. Riêng Tài Long Trương Tuần bị cách chức về đuổi gà cho vợ. Hiện nay chức Trương Tuần đang bỏ trống. Đây là cơ hội tốt để anh Hinh ra gánh việc làng, việc nước. Tất nhiên, vẫn phải làm mấy chục mâm theo đúng lệ làng. Vẫn biết một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp, nhưng cả Hinh không giỏi ăn nói, vì thế có phần lưỡng lự. Đúng là cơ hội không dễ có được chưa kể được người em rể là tránh tổng đứng ra đảm bảo sẽ hanh thông mọi việc thoáng nghĩ nhanh thấy họ nguyễn văn dạo này có chiều xa suốt nếu bắt đầu từ chức trương tuần thêm người chú họ xa là nguyễn văn vinh đương chức lý trường súng vào giúp cha không đến nỗi làm mất mặt dòng tộc rót thêm trà vào chén cho cha mình cùng người em rể cả hinh quyết định nhận lời mọi việc từ lót tay các cụ tiên chỉ và thứ chỉ cho đến khao làng cả hinh ngỏ lời mong ông tránh sâm đưa đường chỉ lối có người anh vợ làm trương tuần thêm sự hợp tác của lý vinh như vậy ông tránh sâm đạt được mục đích khiến cho phe nhóm của mình mạnh hơn mấy phe khác khi tránh tổng cung lý trưởng về cùng phe tự dưng đám lý kiệu hết đường ăn nói hoặc định chơi trò ném đá ta giấu tay lúc đó trương tuần sẽ nghe lệnh của ông để cùng đám tuần đinh gô cổ ngay tấp lự ngắm người anh vợ kém mình một tuổi ông tránh sâm ôn tồn căn dặn khi mọi việc xuôi trèo mát mái, chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, dân làng sẽ phải gọi ông là Trương Hinh. Thoát được chân Bạch Đinh và những kỳ phu ven tạp dịch sẽ thấy lợi biết nhường nào. Quan trọng là phải biết dùng ân, dùng uy đúng lúc, nếu không sẽ mang tiếng xấu. Sau bài giao huấn bất chợt, ông tránh xâm đứng dậy xin phép ra về, cả Hinh vội tiễn người em rể ra cổng. Từ nay đến lúc các cụ gia đình họp bàn và gật đầu, ngôi nhà cụ đồ xanh như bừng lên sức sống mới, ngồi dưới bếp nghe thùng câu chuyện bà bưởi nhắc cô con dâu ngâm gạo nếp để chiều đổ xôi bà muốn làm lễ mọn khấn tạ tổ tiên sắp tới ngày con trai bà nói có người nghe đe có người sợ không còn cảnh ăn xó mó niêu như bao kẻ khác dù chức trương tuần quyền rơm vạ đá xét ra vẫn hơn cảnh đầu trầy đít thớt của đám trai đinh không đủ thế bà lực phải biết đi dần từ trước đó sau này mấy hồi lại làm tới phó lý không chừng tin vui đến bất ngờ khiến cụ đồ xanh quên cả giấc ngủ trưa quý hóa cụ lấy thóc đếp cho bảo chiếc cống xứ để thường cho con chim gáy bởi ngay từ sáng nó đã gù gù báo hiệu có khách mang đến tin vui ngẫm lại thấy mình không có số làm quan bởi lận đận được thi cử ngày trước cụ từng lều trống đi thi nhưng quá tam ba bận mới đỗ tú tài ba năm sau đó cụ lều trống thêm lần nữa rồi bỏ bởi tú tài không được thi hội cử nhân mới được thi Riêng đường quan nộ phải thi đậu cử nhân mới được bổ. Không làm ông nghè, ông cử được. Cụ về làng mở lớp dạy lũ trẻ tam tự kinh. Dạy học được một thời gian, đến năm khải định thứ tư. Vào mùa xuân năm kỷ mùi 1919, nhà vua phê chuẩn lấy khoa thi hội năm nay làm ngự tứ ân khoa, chính thức khép lại các kỳ thi nho học để truyền qua Tây học. Cảm thán cho thân phận những người nơi cửa khổng xuân trình thời đó những vị nhà nho hay nhắc đến bài thơ ngậm ngùi của ông tú xương ở thành nam đọc lên đã thấy xót xa lẫn ngậm ngùi nào có nghĩa gì cái chữ nho ông nghè ông cống cũng nằm co chỉ bằng đi học làm thầy phán, tối rượu sâm banh sáng sữa bò không còn người theo học tứ thư ngũ kinh cô đồ xanh từ đó chỉ biết uống rượu ngâm thơ sống qua ngày đoạn tháng cho đến khi được bà tránh đào trọng dụng Giờ ngồi ngẫm lại, cụ thấy con tạo xoay vần nên không thể đoán trước điều gì. Ngay như cả hình là con trai cụ, nho học, có biết chỉ đủ đọc mặt chữ, còn tây học thì mù tịt. Những tưởng trọn đời làm nông dân, ai rẻ bước sang tuổi 41 lại được làm chức dịch của làng. Ngồi trên nhà nghe tiếng lợn réo trong chuồng, cụ đồ xanh biết con lợn sẽ được ngà ra làm lễ khao làng thay vì xuất bán. Thôi thì phép vua, thua lệ làng. Không phải người ta bày ra ăn uống tốn kém, bởi mọi thứ đều có ghi trong hương ước đầy đủ. Không khao dân làng, ai biết mà xưng hô cho phải phép. Trò áo gấm đi đêm, khác nào ma ăn cỗ. Vào tháng 6, năm Quý Mùi 1943, niên hiệu vua Bảo Đại thứ 18, Nguyễn Văn Hinh được bổ làm trương tuần, có đội mâm lễ gia đình trước, là dâng lên thành hoàng, sau là mời các cụ chức sắc thụ lộc kể từ đây dân làng gọi là ông trương hinh ở trong nhà thế nào không biết ra đến đình trương hinh phải thưa bẩm đúng phép với ông tránh sâm có như vậy mới đúng tôn ti trật tự và ngôi thứ đêm đầu tiên sách thước cùng đám trai đinh tuần phòng quanh làng trương hinh phát hiện một bóng đen khả nghi ở ruộng ngô ngoài xóm bãi do muốn lập công đầu trên cương vị đảm bảo trật tự trị an ngay lập tức, trường Hình hô đám tuần đinh xông tới, gô cổ kẻ khả nghi để trói dài về sân đình. Dưới ánh đèn đuốc được đốt sáng, kẻ khả nghi bị dính thanh đòn càn của một tuần đinh nằm thẳng cẳng. Nhìn bụng y cồm cộm nên mọi người đoán là đồ ăn cắp được. Nhớ đến lời người em rể là tránh tổng dặn phải ra ân, ra uy đúng lúc. Trường hình phang tiếp một thước và người tên đạo trích đang nằm rên rỉ ở bãi ngô. Tuy nhiên, Lúc khám người kẻ đó, đám tuần linh hoàng hốt, bởi không có bọc tài sản nào. Đó là tệp truyền đơn, cùng lá cờ búa liềm màu đỏ. Hóa ra đây là người của hội kín, không khéo lại giống như trong nghệ tĩnh những năm 1930. Ngày đầu tiên nhậm chức, lập được công lớn, khiến Trương Hình thấy phấn khởi. Nhưng gã còn kinh ngạc hơn, bởi kẻ bị gô cổ, chính là thằng mới nhà ông Tránh Sâm. Lục xuất người kẻ phạm tội có tờ giấy ghi tên là Triệu Thắng, người làng xù, đích thị không nhầm được. Không cần tra khảo thêm, Trương Hinh Sai Tuần Đinh trói giật cánh khuỷu rồi sò đòn càn khiêng tên tội phạm nguy hiểm về đình làng. Bởi tội này bị người Pháp liệt vào dạng nguy hiểm hơn lũ cướp của giết người. Tự nhiên thấy mình lập công lớn, Trương Hinh mỉm cười đắc ý, bởi không khiến người em rể là tránh xâm mất mặt, khéo còn được quan trên trọng thường. Ngày đêm đó, Trương Hinh Sai người tìm ông Lý Vinh báo công, sau đó gã thúc chống ngũ liên cho dân làng đến coi mặt kẻ tội đồ, Giá kể là kẻ khoét vách đào tường hay là trộm gà bắt chó, dân làng sẽ xông vào cắt gân hoặc dìm đầu xuống hố phân cho hạ lòng hà dạ. Tuy thế, vừa nghe nói người này dính đến hội kín, mọi người bấm nhau làng hết về nhà bởi họ sợ liên lụy hay vạ lây không chừng. Do bận đánh tổ tô ở làng bên, khi trời sáng tỏ vừa lúc ông tránh xâm chống ba tong về làng, khi nghe kể lại chuyện tối hôm qua, ông biết đó là việc tày trời chứ không hề đơn giản nên pham pham bước gia đình với chức phận là người đứng đầu hàng tổng tài lý binh chưa báo cho ông là hơi sắc khi bước đến nơi nhìn thấy hai người lính lệ ném kẻ tội phạm lên xe bò để áp giải về huyện đường ông tránh sâm biết không thể can thiệp được nữa với bọn tội phạm bình thường ông mặc kệ nhưng việc gã người ở tham gia hội kín sẽ khiến ông bị liên lụy đây là việc không xem nhẹ được tội chống chính quyền bảo hộ còn to hơn cả tội buôn rượu lậu bị tây đoan bắt được ngắm chân hình đang dương dương tự đắc ông tránh sâm thở dài nhớ đến câu làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại gã anh vợ ngu xuẩn đã không bẩm báo cho ông khiến lão lý vinh tranh công mò lên huyện báo quan từ sớm dù hai người thân thiết những lúc ngồi chơi tổ tôm cùng nhau chưa kể ông tránh sâm đã kết giao với dòng họ nguyễn văn tuy nhiên sơ sảnh chút là tay lý vinh vượt mặt ngay thói đời vốn là vậy ngồi dùng bữa sáng cùng ba người vợ ông tránh sâm bận tâm tìm đối sách nếu sự việc bung bét hoặc tay người ở cũ khai man vì thù oán khéo ông gặp họa sát thân không chừng theo sự phân công ngầm từ trước khi ngồi vào mâm sẽ không ai nói chuyện nhưng hễ có việc cần bà tránh đào sẽ là người mở lời trước cô hai mận lo việc tiếp thức ăn việc rót rượu sẽ để cô ba hưởng đảm trách nếu dùng bữa xong bà tránh đào là người chuyên trà hai người còn lại lo quạt hầu ông tránh cho mát khi ông tránh sâm thưởng thức xong tuần trà thứ nhất lúc đó ai cần nói gì hãy tâu bày Nhược bằng không thì có ngồi hầu chuyện. Nghĩ đến việc trương hình qua mặt, khiến ông tránh sâm vẫn cầm. Dẫu sao kẻ phạm trọng tội sẽ sớm bị người của sở cầm dài về Hà Nội, rồi tống vào hòa lò chờ ngày ra tòa. Với nhân chứng, vật chứng đầy đủ, khả năng gã triệu thắng không phải ra tòa áo đen hay tòa áo đỏ, chắc chắn sẽ ra tòa đại hình, nhận mức án lưu đầy biệt xứ. Ra vào trốn nha môn nhiều nên ông biết, kẻ đó nếu không bị tống lên ngục sơn la, thì chuyển vào ngục con tum không có ngày trở về. Nhắc vợ đưa mình mấy trăm đồng đông dương để chút lên huyện, bởi ông Tránh Sâm hiểu rõ, việc đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, luôn chứng tỏ đúng trong mọi trường hợp. Hiện thời ông muốn biết tay Triệu Thắng đã khai những gì, nếu lỡ miệng nhắc đến nhà ông, coi như tạch. Ở làng này vốn hay dậu đổ bìm leo, chỉ cần đối thủ trượt chân là bị dìm ngay xuống bùn đen, bởi những kẻ ngồi giữa đình bàn việc làng, việc nước cùng nhau, thậm chí còn đánh chén ngập mặt vào những kỳ làng đám. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.